Financial Times hôm 30 tháng 8 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải hứng chịu một loạt chỉ trích từ chính các binh lính, nghị sĩ và giới phân tích quân sự Ukraine sau khi lực lượng Nga tiến nhanh vào vùng Donbass và đẩy lui quân đội Kiev theo hãng tin anh sau khi ukraine mở chiến dịch đột kích vào vùng kurs của nga hồi đầu tháng dẫn đến việc kiev phải tái triển khai hàng nghìn binh lính dày dạn kinh nghiệm chiến đấu nhất tới mặt trận mới lực lượng kiev đang chiến đấu tại donetsk đã bị kéo căng và phải vật lộn để giữ vững vị trí của mình Tuần này, tiền tuyến của Ukraine ở Donetsk đã bị lực lượng Nga phá vỡ khi Moscow đang tiến gần đến thành phố Pokrovsk, khu vực có tầm quan trọng chiến lược ở phía tây Donetsk và là một trong những nút giao thông đường sắt và đường bộ quan trọng trong khu vực. Fronten Legion Insight, một nhóm phân tích của Ukraine được Financial Times trích dẫn cho biết việc mất thành phố Pokrovsk sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng đối với hậu cần của quân đội Ukraine. Theo Alexander Kovalenko, một nhà phân tích quân sự của nhóm Information Resistance có trụ sở tại Kiev. Tình hình hiện tại ở Zyapokrovsk được mô tả là thất bại hoàn toàn về mặt phòng thủ đối với quân đội Ukraine. Các chuyên gia quân sự khác, bao gồm các thành viên trong nhóm DPS, được cho là có quan hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, đã mô tả tình hình ở tiền tuyến là hoàn toàn hỗn loạn. Các chuyên gia tuyên bố, so với những tháng trước đó, lực lượng Nga đã tiến nhanh hơn trong khu vực kể từ khi Kiev phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga hôm 6 tháng 8. Quân đội Ukraine cũng đã cho thấy sự thất vọng của họ với Tổng thống Zelensky và các chỉ huy của ông. Một quân nhân nói với Financial Times rằng anh chưa bao giờ thấy tình hình nào như vậy và mọi thứ đang sụp đổ quá nhanh. Zhenia, một thành viên của lữ đoàn cơ giới số 93 của Ukraine và đã tham gia chiến đấu trong trận chiến kéo dài 10 tháng dành artemovs Mớt vào năm ngoái, được cho là đã cảnh báo rằng Pokrovsk sẽ sụp đổ nhanh hơn nhiều so với mớt theo hãng tin Anh. Tổng thống Zelensky cảnh báo kịch bản ở Bắc Mớt có thể lặp lại, có nghĩa là Nga sẽ chịu thương vong lớn để giành được lãnh thổ. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga có thể sẽ phải chịu tới 60.000 thương vong nếu tiếp tục tấn công Pokrovsk. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky thừa nhận tình hình ở tiền tuyến gần thành phố Pokrovsk vô cùng khó khăn. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Shinsky cũng thừa nhận nước cờ của Kiev ở Kursk đã không buộc được Nga phải chuyển quân khỏi Pokrovsk vì Moscow đã tránh mắc bẫy. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của Kiev vào lãnh thổ Nga đã khiến Ukraine thiệt hại hơn 7.800 quân nhân, 75 xe tăng và hơn 500 xe bọc thép. Tướng Sisky cho biết một trong những mục tiêu của chiến dịch Curs là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi khu vực Pokrovsk và Kudrovo. Mặc dù vậy, ông thừa nhận Nga đã không hành động theo những gì mà Ukraine dự tính và áp lực đang ngày càng gia tăng ở Pokrovsk. Nếu thành phố Pokrovsk thất thủ, sẽ gây nguy hiểm cho hệ thống phòng thủ của Ukraine và đưa Nga đến gần hơn với mục tiêu đã nêu là giành được khu vực Donetsk. Cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga là hợp pháp và nằm trong quyền tự vệ của Kiev. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết trong phản ứng đầu tiên của ông về cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Ông Stoltenberg nói với tờ quen Absoltat, Ukraine có quyền tự vệ và theo luật quốc tế, quyền này không dừng lại ở biên giới. Đồng thời cho biết NATO không được thông báo về kế hoạch của Ukraine trước đó và không tham gia kế hoạch. Tổng thư ký NATO cho biết Ukraine đang đối mặt với nguy cơ trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng việc tiến hành chiến dịch quân sự là do Kiev quyết định. Ông nói Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã làm rõ rằng chiến dịch nhằm tạo ra một khu vực đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công thêm từ phía Nga qua biên giới. Như tất cả các hoạt động quân sự, điều này đi kèm với những rủi ro, nhưng đó là quyết định của Ukraine để tự vệ chip đã phát động một cuộc xâm nhập lớn qua biên giới vào khu vực Kursk hôm 6 tháng 8, trong khi quân đội Moscow tiếp tục tiến về phía trung tâm chiến lược Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Cuộc xâm nhập cũng đã được thảo luận trong cuộc họp của Hội đồng NATO Ukraine hôm 28 tháng 8. Kyiv đã yêu cầu cuộc họp này giữa làn sóng tấn công bằng không quân lớn nhất của Moscow vào nước láng giềng. Hội đồng tập hợp các thành viên của Liên minh quân sự phương Tây và Ukraine được thành lập năm ngoái để tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn giữa Liên minh và Kyiv. Nga đã gọi hoạt động ở Kurs là một sự khiêu khích lớn và cho biết sẽ trả đũa. Hôm 30 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga thông tin trong cuộc giao tranh ở khu vực biên giới vùng Kurs, các đơn vị quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 7.800 quân nhân Ukraine, 75 xe tăng, 36 xe chiến đấu bộ binh, 64 xe bọc thép chở quân, 15 bệ phóng đa nòng hệ thống tên lửa, bao gồm 4 tên lửa HIMARS, MLRS, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraine alexander sinsky thừa nhận rằng với cuộc tấn công khu vực Kurs, kiev muốn chuyển hướng lực lượng vũ trang nga khỏi các hướng khác chủ yếu từ krasno ở donetsk Lực lượng Nga đã tiến gần hơn tới thành phố Pokrovsk, miền đông Ukraine, nơi giao tranh được mô tả là vô cùng khốc liệt. Nga đang dành rất nhiều nỗ lực cho khu vực tiền tuyến phía đông này và đạt được những tiến triển chậm, nhưng chắc chắn, Sky News đưa tin. Chỉ huy hàng đầu của Ukraine Oleksandr Sisky cho biết, ông đã ghé thăm khu vực này gần đây và thừa nhận tình hình đang rất khó khăn. Cuộc chiến vô cùng khốc liệt, đối phương đưa vào chiến trường tất cả những gì có thể di chuyển và tiến công, cố gắng phá vỡ phòng thủ của chúng tôi. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky chia sẻ trên Telegram rằng ông đã được quân đội báo cáo tình hình và khẳng định Kiev sẽ tiếp tục củng cố vị trí của mình. Hiện chưa rõ liệu quân đội Nga định tấn công xuyên qua hay bao vây thành phố như họ đã làm trong những trận giao tranh khốc liệt trước đó nhằm giành quyền kiểm soát các thành phố Bác Mớt và Abdiivka. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV, hiện nay Nga đang tiến hành hai động thái chiến thuật nhằm tìm cách giành lấy Pokrovsk dọc theo tuyến Novo Hodorivka. Horodivka phía đông của Pogrovs và dọc theo tuyến Selidove, Ukraine, Ginnik ở phía đông nam để mở rộng hiện diện của Nga, đồng thời kiềm chế những điểm mà Ukraine có khả năng phản công. Guardian của Anh dẫn nguồn blogger quân sự Nga cho rằng lực lượng của Moscow đã tiến vào thành phố Selidove, phía nam của Pogrovs. Euronews đưa tin, mỗi ngày có hàng trăm cư dân Pogrovs tiến hành sơ tán trong khi lực lượng của Moscow tiến về trung tâm thành phố từ khoảng cách chưa đầy 10 km một chỉ huy Ukraine chia sẻ với Guardian tình hình rất tồi tệ và xấu đi nhanh chóng. Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi liệu chúng ta, tức là Ukraine, có nên đưa quân đến Kurs thay vì bảo vệ phía đông hay không, nhưng hiện tại chúng tôi đang gặp khó khăn. Cuộc đột kích bất ngờ của Kiev vào khu vực Kursk của Nga hồi đầu tháng này đã phần nào tăng cường tinh thần cho người Ukraine và làm dấy lên hy vọng rằng chiến dịch có thể khiến Moscow phải điều quân từ mặt trận phía đông về Kursk. Tuy nhiên cho đến nay, khi chiến dịch đã kéo dài được 3 tuần, Ukraine thừa nhận nga vẫn chưa có động thái chuyển quân từ phía đông, trong khi tiến triển của Kiev tại Coss đã giảm tốc đáng kể. Theo Sky News, nếu kiểm soát được Pokrovsk, nơi mà truyền thông nga gọi là cửa ngõ của Donetsk, Moscow sẽ có cơ hội làm gián đoạn nghiêm trọng các tuyến cung ứng của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông. Là trung tâm giao thông đường bộ và đường sắt, trước xung đột Pokrovsk có dân số ở vào khoảng 60.000 người, hiện nay vẫn còn hàng chục nghìn người ở lại thành phố. Từ năm 2014, khi Ukraine mất quyền kiểm soát thành phố thủ phủ Donetsk, Pokrovsk đã trở thành nơi đạt trường đại học kỹ thuật quan trọng lớn nhất và lâu đời nhất trong toàn bộ khu vực rộng lớn ở miền đông Ukraine. Mỏ than cốc lớn nhất nước này vốn được dùng để phục vụ cho ngành công nghiệp thép và là yếu tố sống còn của nền kinh tế Ukraine trước xung đột, chỉ cách Pokrovsk 20 phút lái xe về phía tây. Nắm được Pokrovsk cũng sẽ tạo điều kiện cho nga thúc đẩy chiến dịch giành quân kiểm soát thành phố trọng yếu Chasiv nơi có địa hình cao hơn, mang lại khả năng kiểm soát trên phạm vi rộng lớn hơn. Sky News cho rằng nếu Nga có thể giảm khả năng tiếp cận mạng lưới đường bộ của quân đội Ukraine trong khu vực, thì Kiev sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc giữ vững các khu vực lãnh thổ ở hai bên thành phố. Nếu Kiev thất bại tại Pokrovsk, khả năng phòng thủ của Ukraine sẽ ảnh hưởng và Nga sẽ có cơ hội tiến gần hơn tới mục tiêu mà họ đã tuyên bố trước đó là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. Tháng 10 năm 2022, Moscow tuyên bố tiến hành sáp nhập vùng Donetsk, Lugansk ở miền đông Ukraine, một tuyên bố không được Kiev chấp nhận. Sky News nhận định việc kiểm soát Pokrovsk là một bước đi quan trọng để Nga sáp nhập toàn bộ khu vực này. Không như Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine xây dựng nhiều pháo đài phòng thủ, nhiều khu vực khác thuộc Donetsk còn nằm dưới quyền kiểm soát của Ukraine, ít được bảo vệ hơn và dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cuộc tấn công của Nga pokrov vốn là nơi được lực lượng ukraine xây dựng nhiều pháo đài phòng thủ trong khi đó nhiều khu vực khác thuộc donetsk hiện còn nằm dưới quyền kiểm soát của ukraine có mức độ bảo vệ thấp hơn và dễ bị tổn thương hơn nhiều trước các cuộc tấn công của nga trong trường hợp kiev mất thành phố then chốt này theo trang Business Insider ngày 30 tháng 8, không quân Ukraine đã đăng tải đoạn video cho thấy máy bay chiến đấu MiG 29 từ thời Liên Xô của lực lượng này mang theo bom lượn GBU-62GDAMR do Mỹ sản xuất tấn công các cây cầu ở vùng Kurs của Nga. ZDAMR hay bom tấn công trực diện phối hợp được trang bị bộ dẫn đường để biến các loại bom rơi tự do không điều khiển. Mỹ không tiết lộ chuyển giao bao nhiêu quả bom loại này cho Ukraine. Quân đội Nga cũng sử dụng phổ biến loại vũ khí tương tự là bom lượn dẫn đường nhằm tấn công vào các vị trí của quân đội Ukraine. Trong đó, Nga sở khấu một loại bom nặng gần 3.000 kg, theo Business Insider. Đoạn video cho thấy binh sĩ Ukraine đang lắp đặt bom GBU-62 của Mỹ lên một chiếc MiG-29. Video tiếp nối với cảnh về các cuộc không kích vào các cây cầu ở vùng Kursk của Nga. Ukraine đã mở cuộc tấn công bất ngờ vào vùng Kursk trong lãnh thổ Nga kể từ ngày 6 tháng 8. Việc phá hoại các cây cầu được đánh giá là một nỗ lực của Ukraine nhằm phá vỡ các tuyến đường hậu cần và tiếp tế của Nga đến vùng Kursk. Hồi đầu tuần này, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sisky tuyên bố, nước này đã kiểm soát gần 1.300 km vuông và 100 khu định cư bên trong vùng Kursk của Nga. Ông Sisky cũng cho biết, Nga đã điều khoảng 30.000 binh sĩ đến Kursk và sẽ còn huy động thêm. Các quan chức Washington cũng xác nhận Moscow đã điều quân đến Kursk, tuy nhiên không cung cấp số liệu cụ thể. Cùng ngày 30 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định thay thế chỉ huy không quân Ukraine Mykola Olechuk sau khi quân đội thừa nhận một máy bay chiến đấu f 16 của Ukraine bị rơi. Theo Roman Ponomarenko, cựu sĩ quan của lữ đoàn đặc nhiệm số 12 thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine, thừa nhận tình hình ở tiền tuyến tại tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass của nước này đã trở nên mất kiểm soát. Ông Ponomarenko cho hay, trong một thời gian dài, tình hình ở Donbass được mô tả một cách chính xác là khó khăn nhưng được kiểm soát. Tuy nhiên bây giờ tình hình đã mất kiểm soát. Hiện tại có vẻ như mặt trận của chúng ta ở Donbass đã sụp đổ. Ông Ponomarenko tuyên bố rằng khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã mất tổ chức, quân đội kiệt sức, suy yếu và nhiều đơn vị mất tinh thần. Trong khi đó, lực lượng tăng viện chủ yếu là những người bị điều động không tự nguyện. Điều này không đem lại lợi thế mà thậm chí còn làm phức tạp thêm các hoạt động chiến đấu của các đơn vị sĩ quan trên thông tin thêm rằng quân đội nga không tiến sâu hơn chỉ vì họ kiệt sức như quân đội ukraina mặc dù vậy ông cho biết lực lượng đối phương vẫn duy trì lợi thế đáng kể về số lượng nhân lực và có nguồn cung cấp đạn dược gần như không giới hạn viên sĩ quan nói thêm cuộc tấn công của họ vẫn tiếp diễn và chúng tôi không thể ngăn chặn nó vào lúc này và chúng tôi không thể ngăn chặn nó vào lúc này và hoạt động của afu ở khu vực k không phải là lý do cho điều đó tôi nghi ngờ rằng bộ chỉ huy của chúng tôi không có kế hoạch toàn diện nào cho tất cả những điều này theo quan điểm của ông, các cuộc phản công ở những nơi khác có thể mang lại kết quả, nhưng chúng chỉ có ý nghĩa nếu mặt trận Donbass được giữ vững. Ông cũng cho biết cần có những biện pháp hiệu quả hơn để cải thiện kỷ luật trong quân đội, đồng thời cảnh báo rằng quân đội Ukraine đang ở bờ vực và việc huy động quân tiếp viện không tự nguyện chỉ làm tình hình thêm trầm trọng. Trong khi đó, nhân viên y tế người Ukraine Katerina Polichuk được biết đến với mật danh Pataska hay Bidai cũng đã bình luận về tình hình khốn khổ ở tiền tuyến Pokrov trong một bài đăng trên Facebook. Người này nhấn mạnh Pokrov chỉ có thể cầm cự trong vài tuần nữa. Lực lượng Nga đã liên tục tiến về Pokrov và thường xuyên tuyên bố kiểm soát được các ngôi làng lân cận. Theo các báo cáo thực địa và phương tiện truyền thông, xe tăng và bộ binh Nga được hỗ trợ bởi pháo binh hạng nặng đã kiểm soát được một khu định cư quan trọng. Quân đội Ukraine đối mặt với bất lợi khoản lực với tỷ lệ 1 chia 4, được báo cáo rộng rãi là đã rút khỏi Novorodivka, một thị trấn lớn với dân số trước chiến sự là 14.000 người, sau 3 ngày giao tranh dữ dội trong thành phố, chống lại lực lượng Nga. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine vẫn chưa chính thức xác nhận tổn thất liên quan. Các lực lượng Nga đã thành công trong việc đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi làng Korenevo ở vùng Kursk sau một cuộc phản công. Trang tin News AZ cho biết, dẫn nguồn tin từ báo Bill của Đức. Báo Bill cho biết quân đội Nga tiến vào làng Korenevo từ ngày 20 tháng 8, giao tranh khi đó diễn ra ở khu vực trung tâm và tuyến đường sắp lân cận. Hiện tại, các lực lượng Nga đã phản công và đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị Ukraine khỏi ngôi làng. Trong thông báo hôm 29 tháng 8, nhóm phân tích Deep State có liên hệ với quân đội Ukraine xác nhận Nga đã giành lại làng Korenevo. Korenevo là điểm xa nhất mà quân đội Ukraine kiểm soát được ở phía đông bắc trong cuộc tấn công vùng Kurs. Bước lùi trên, đồng nghĩa Ukraine khó có thể tiếp tục tiến sâu hơn theo hướng này để tiến về phía thị trấn chiến lược Lugov. Một ngày trước, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW công bố báo cáo cho biết bước tiến của Ukraine ở vùng Kurs đã chậm lại các đơn vị Ukraine hiện đang cố gắng giữ vị trí mới kiểm soát. ISW dẫn nguồn tin của Nga cho biết các lực lượng Nga đang ngày càng chiếm lợi thế, bắt đầu tổ chức phản công ở một số khu vực, bao gồm Korenevo. Theo đánh giá của ISW, Ukraine đang cố gắng kiểm soát thêm một số khu dân cư quy mô nhỏ khi còn có thể, đặc biệt là những khu vực ở phía nam sông Sêm, vì có thể dựa vào ưu thế địa hình. Hôm 29 tháng 8, nga thông báo thành lập các đơn vị tình nguyện mới được gọi là lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov thông báo thành lập lực lượng BARS Kursk với vai trò đảm bảo an ninh vùng Kursk. Lực lượng tình nguyện sẽ phối hợp với quân đội Nga và các đơn vị chống khủng bố, cung cấp sự hỗ trợ cho cư dân sống ở khu vực giao tranh. Các tình nguyện viên sẽ ký hợp đồng 6 tháng, được cấp đầy đủ vũ khí để có thể thực hiện nhiệm vụ, ông Smirnov cho biết. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ, tính tới ngày 29 tháng 8, quân đội Ukraine tiếp tục tiến công ở phía bắc thị trấn xa tỉnh Kursk của Nga. Trong khi đó, Nga dường như đã giành lại quyền kiểm soát các khu định cư ở Ulanok và Kerenevo. Thống đốc Kurs Alexei Sminov hôm 29 tháng 8 cho biết, một đơn vị vũ trang tình nguyện có tên gọi là Baskurs đã được thành lập để đảm bảo an ninh ở khu vực. Đơn vị này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong việc duy trì luật pháp và trật tự ở khu vực Kurs, sau khi trải qua khoa khóa huấn luyện quân sự và sẽ hợp tác chặt chẽ với quân đội Nga. Ông Sminov nói, nhiệm vụ của đơn vị tình nguyện không chỉ bao gồm đảm bảo an ninh mà còn tham gia hỗ trợ cuộc sống cho các khu tái định cư nhằm hỗ trợ những người còn lại trong thời điểm khó khăn này. Khi Ukraine mở cuộc đột kích vào Kursk hôm 6 tháng 8, Nga thiếu lực lượng dự bị sẵn sàng tác chiến để tăng cường cho tuyến phòng thủ tương đối mỏng ở Kursk. Một trong các đơn vị mà Nga cử đến Kursk đầu tiên là Trung đoàn Súng trường Cơ giới số 9 đang nghỉ ngơi ở Kursk sau khi luân chuyển ra khỏi chiến trường ở phía Bắc Kharkov, Đông Bắc Ukraine trong những ngày những tuần sau đó nga tái triển khai nhiều đơn vị hải quân đánh bộ súng trường cơ giới xung kích đường không và máy bay không người lái uav cùng các đơn vị tình nguyện tới đây theo ước tính của tổng tư lệnh lực lượng vũ trang ukraine oleksandr sissky tính đến ngày 27 tháng 8 nga đã điều động khoảng 30.000 quân đến kurd nga đang cố gắng thiết lập vòng phòng thủ xung quanh nhằm tấn công của ukraine trong khi lên kế hoạch cho các hành động phản công tiếp theo ông sissky nói Tuy nhiên, theo ISVK, việc thành lập đơn vị phòng thủ như Bacus cho thấy Nga dường như vẫn dành ưu tiên lực lượng cho mặt trận Biển Đông Ukraine để tránh nguy cơ làm gián đoạn các hoạt động tấn công của Nga ở Donbass. Các phản ứng hiện nay của Moscow và được cho là tập trung vào ngăn chặn đà tiến của Ukraine ở Kursk, thay vì đẩy lùi hoàn toàn lực lượng Ukraine trở lại biên giới vào thời điểm này. ISV bình luận, việc thành lập các đội tình nguyện mới này phù hợp với chiến lược rõ ràng của Điện Kremlin nhằm tránh tái triển khai các đơn vị có kinh nghiệm hoặc chiến đấu hiệu quả đang tham chiến ở Pogrov hoặc Torres de do lo ngại về đà tiến công có thể chậm lại ở những hướng ưu tiên hơn này. Nga chủ yếu luân chuyển lực lượng từ Kharkov và Chasivya về Kursk. Nga cũng đã rút binh sĩ từ khu huấn luyện ở các khu vực lân cận của Nga và lãnh thổ Ukraine mà Moscow kiểm soát. Ngoài ra, Nga cử lính nghĩa vụ từ các đơn vị trên khắp cả nước để đảm nhiệm các hoạt động như bảo vệ phòng tuyến phụ, đào chiến hảo hoặc thực hiện các chức năng khác. Việc tổ chức chỉ huy và kiểm soát các đơn vị hỗn hợp này là một thách thức không hề nhỏ với Nga. Vào khoảng 5 giờ ngày 26 tháng 8, lực lượng không quân Ukraine phát hiện 11 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS xuất hiện trên không phận Nga. Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau đó, Ukraine phải đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022, với 127 tên lửa và 109 máy bay không người lái được phóng vào lãnh thổ của họ. Nga đã sử dụng các máy bay ném bom chiến lược và chiến đấu cơ được điều từ sâu trong lãnh thổ, cùng với các bệ phóng tên lửa mặt đất gần biên giới để thực hiện các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine. Trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì lệnh cấm tấn công bằng tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga, Ukraine phải dựa vào máy bay không người lái tự sản xuất để nhắm vào các sân bay và địa điểm phóng tên lửa của Nga. Trong vòng một năm qua, Ukraine đã tăng cường đáng kể việc sản xuất máy bay không người lái trong nước, với khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa tới 1.800 km, theo thông tin từ tình báo quân sự Ukraine. Các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến Nga phải điều chỉnh chiến lược bảo vệ máy bay của mình, bao gồm việc di chuyển chúng ra khỏi tầm bắn của Ukraine. Phát ngôn viên Hải quân Ukraine ông Dmitry Pletenchuk cho biết vào ngày 13 tháng 8 rằng hai trong số năm sân bay của Nga trên bán đảo Crimea, khu vực đã sắp nhập vào Nga từ năm 2014, đang hoạt động ở công suất tối thiểu do các cuộc tấn công liên tục từ phía Ukraine. Theo ông Peter Leighton, cựu sĩ quan không quân Australia, nếu các cuộc tấn công vào các sân bay này tiếp diễn, Nga có thể phải ngừng sử dụng các cơ sở này. Một nguồn tin tình báo quân sự am hiểu các hoạt động của Ukraine trong khu vực kiểm soát bởi Nga cho biết, Ukraine đã thực hiện ít nhất 5 cuộc tấn công vào các sân bay của Nga trong tháng 8. Vào ngày 14 tháng 8, Ukraine đã tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Nga từ trước tới nay, sử dụng máy bay không người lái để tấn công 4 sân bay, bao gồm Savat-Laika, cách biên giới Ukraine gần 665 km. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 117 máy bay không người lái và 4 tên lửa chiến thuật. Ukraine không tiết lộ loại thiết bị nào đã được sử dụng trong cuộc tấn công này. Tuy nhiên, dù Ukraine đã phóng hàng trăm máy bay không người lái, nhưng chỉ một số ít đạt được mục tiêu tấn công vào các máy bay, đường băng hoặc kho đạn và nhiên liệu của Nga. Chuyên gia Viktor Kepliuk so sánh các cuộc tấn công này với vết mũi đốt, nhưng cũng có kết quả nhất định dựa trên vũ khí được sử dụng và hậu quả gây ra. Chuyên gia quốc phòng Andriy Karuk nhận định, chiến lược tấn công các căn cứ không quân đối phương của Ukraine có vẻ hiệu quả, dù kết quả rất khó đánh giá chính xác do hạn chế của hình ảnh vệ tinh. Theo ông Karuk, việc tấn công máy bay khi chúng đang đậu trên mặt đất dễ hơn nhiều so với khi chúng đang bay trong không phận Nga. Một trong những điểm yếu lớn của máy bay không người lái là tốc độ chậm khiến đối phương có thể phát hiện trước vài giờ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng vệ. Để đối phó với các cuộc tấn công từ Ukraine, Nga đã triển khai các biện pháp bảo vệ, bao gồm di chuyển máy bay đến các khu vực khác, ngụy trang máy bay, sử dụng lớp che chắn kim loại và tăng cường phòng không ở các vùng gần Ukraine hơn. Nga cũng sử dụng chiến thuật dựng lớp che chắn và xây dựng các hầm trú ẩn bằng bê tông để bảo vệ máy bay, nhưng vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga vẫn có khả năng sửa chữa và sản xuất máy bay bằng cách sử dụng các bộ phận từ những máy bay không còn hoạt động. Ngoài ra, mặc dù Ukraine đã đạt được một số thành công trong việc vô hiệu hóa các sân bay của Nga, Moscow vẫn còn nhiều sân bay khác. Theo Victor Kebleuk, cựu sĩ quan quân đội và chuyên gia quốc phòng, Nga hiện đang vận hành 42 sân bay, bao gồm cả các sân bay tại Belarus và bán đảo Crimea. Trong số đó, 28 sân bay có thể đồn trú các máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu. Theo thống kê của Military Balance 2024, Nga vẫn còn hơn 1.000 máy bay chiến đấu và nhiều sân bay vẫn nằm ngoài tầm bắn của Ukraine.